tôi sắp bị bắn chết rồi các bạn ạ. Sẽ thử thách trò chơi game Squid Game các bạn ạ. Và Squid Game gọi là Roblox này cấu hình khá là ngon các bạn ạ. Trời ơi, 2 phút nữa thì mình sẽ được vào trận đấu nha các bạn. Mã số của mình đây này các bạn. Ở đâu ạ? 436 các bạn. Đây là 436 các bạn nha. U trời. Đây là mua cái gì ta? Tôi mua súng này các bạn. À, chắc là game này sẽ chơi theo kiểu gọi là qua từng ngày xong rồi mình sẽ được tiền và mình sẽ mua súng đấy các bạn ạ. Mình sẽ mua vũ khí để qua cái màn gì mà trong game trong trò chơi Squid Game này các bạn. Trò chơi Squid Game nó sẽ có một cái màn gì tắt hết điện ở cái phòng này các bạn ạ. Và chúng ta sẽ vào từng đội và chúng ta đánh nhau các bạn ạ. Mình sẽ giết cái đội bị giết cái người ở đội bên cạnh. Ít này. Ồ. Đây là có gì đây? Nhà chế độ hay sao các bạn? À, để mua VIP. Trời ơi. Gì đây? À, đây là chọn hình. Đây không phải là chọn hình. Gì? Nhưng mà mình đã không có đồng nào các bạn ạ. Đã qua được màn đã, coi như người rồi. Hiện tại có 45 người rồi các bạn. Trời ơi, 46 người rồi. Trời, 48 rồi. Ok, chào một lúc nữa nha. Ok các bạn ơi, chúng ta bắt đầu vào game đầu tiên nhé các bạn. Game đầu tiên của trò chơi con mực như là cái game này tên là gì ta, mình không nhớ cái tên này, cái game này tên là gì ấy. Gì đây, Watching for Player. Watching for Player gì đây? Watching for Player. Giết 5 người này. Đem Red Knight nha các bạn. Red Knight, I am the host of the sick dream you are about. I play the best thing. Mua Sweden on. Các bạn ơi, game này là game vật chứng ngại vật các bạn ạ. À, cái này nào, come on. Ồ, mình đi đâu này? Ồ, sao vào đây rồi? Ồ, cái này liệu mình đã thắng chưa? Sao tôi cúm này? Wow, trời ơi. Thả ta ra, trời ơi, a à, đù, thả ta ra. Ồ, 1, 2, 3, 4, 5. Mà trời ơi các bạn ơi, wow. Ồ, trời ơi. Trời ơi, thứ 2 nha các bạn. Wow. Thank you.
nào, lần thứ hai nha các bạn ơi, trời ơi. Đèn đỏ thì mình sẽ dừng lại các bạn ạ. Đứng lên nào, đứng lên nào. Dừng lại các bạn ơi, không được cướp nhích, không được cướp nhích. Ồ, sao thằng áo đen kia vẫn chạy kìa bạn? Nó vẫn chạy kìa. À, yeah, hoa đâu. Mình phải đi rồi các bạn ơi. Trời ơi, xem thằng nào bị chết được không ạ? Này, đứng vào đi, không mà bắn chết bây giờ. Một thằng này áp mốt hay sao các bạn ạ? Ồ, thằng này admin này. Trời ơi, nó có quả súng này các bạn. Xem mình có súng này. Ồ, hồ súng các bạn ạ. Yeah, game này không có ai bị giết các bạn. Wow, không có ai bị chết cả các bạn ơi. Không sao các bạn này leo lên trên này vậy. Ra này, xé nào, xé nào, xé nào. Xé con búp bê của mình xinh quá các bạn. Mắt nó trắng bệch rồi. Hết người rồi. Quá chi là ghê gớm các bạn ơi. Nào, nào, xé nào, tắt lên, xé nào, xé nào, xé nào. Ok, điểm qua màn hai rồi các bạn ơi. Trời ơi, có bao người đây? Còn 12 người nữa, còn 12 người sống sót các bạn ạ. Nào, come on. Đi, lại vào. Nào, come on, sẽ nào. Go. Tránh đường ra. Tránh đường ra nào. Rồi, ồ gì. Ồ, sao? Cái nhà tỉa cái gì đấy các bạn? Sang đây với tao các bạn ơi. Sang đây, đúng rồi. Sao mình đứng đây vậy? Không, tao phát sẵn đứng đây một mình. Tao nghe theo tiếng gọi của tao trời ơi. Chốt new space. Chết new shit. Sao chúng nó đi hết sang bên kia vậy? Sao bọn này đi hết sang bên kia vậy các bạn? Có lẽ là mình sang bên kia được chúng nó không? Ồ. Ồ. Wow. Trời ơi, mình là anh gì đây? Thôi chết tôi rồi, mình là cái ô các bạn ơi. À. Đây là gì đây? Trời ơi, bắt đầu vẽ em thiếu uống. Vậy là mình đã hoàn thành chưa? Ô
Hả? Mày anh chưa các bạn? Khả năng nó chưa giơ khẩu súng lên bắn vào đầu mình, chắc là mình đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Và trời ơi. Phải giải quyết được các bạn rồi. Mình hoàn thành các bạn ạ. Wow. Đây nào. Bộ 36 này các bạn, mình đây này. Trời ơi. Có còn sống các bạn đi. Bây giờ hiện tại chỉ còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nữa các bạn. Anh đi có đủ. Cái này mình sẽ có 4 người thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Nên là chúng mày, tao sẽ là người vô địch, tao sẽ là người lấy hết giải thưởng này. Đây. Đây. Mình đâu rồi? Sao nó ở dưới kia thế này? Ăn đủ. Trời ơi, tao chết rồi sao các bạn ạ? Tao có các bạn ạ. Ok các bạn ơi, vậy là tôi đã ngã từ trên này xuống rồi các bạn ơi. Đu mày nó không để ấn chuyện gì cả các bạn ạ. Không sao nha, hẹn gặp lại các bạn trong buổi game tiếp theo các bạn nha. Bye bye.